Cuộc đời nhiều nước mắt của Hoa hậu giàu nhất Việt Nam. Hà Kiều Anh có một tuổi thơ nghèo và hai cuộc hôn nhân với đại gia, đủ nước mắt và niềm vui. Tuổi thơ cay đắng, sinh ra trong một gia đình khá danh giá ở Hà Nội. Ông nội, ông ngoại đều là cựu thứ trưởng. Nhưng Hoa hậu Việt Nam sinh năm 1992 Hà Kiều Anh lại có một tuổi thơ đầy nước mắt. Hà Kiều Anh là con của bà Vương Kiều Oanh, cháu ngoại ông Vương Quốc Mỹ, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Cô là cháu nội của ông Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng những gì động lại trong tuổi thơ của Hà Kiều Anh chỉ là sự thiếu thốn tình thương yêu của bố, sự nghèo khổ, mất mát khi 4 tuổi cô đã phải theo mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Cuộc sống của hai mẹ con Hà Kiều Anh khi mới đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh rơi vào hoàn cảnh túng quẫn khi mẹ cô say xe và bị lấy cắp hết sạch tiền. Hai mẹ con Hà Kiều Anh bắt đầu lập nghiệp tại vùng đất mới bằng hai bàn tay trắng. Ít ai nghĩ với xuất thân danh giá như vậy mà Hà Kiều Anh phải chan nước lã rồi thêm muối cho đậm đà trong hầu hết các bữa cơm tuổi thơ. Bữa ăn sang trọng nhất trong ký ức của Hoa hậu Việt Nam 1992 là có một quả trứng luộc cho hai mẹ con chia nhau. Cái nghèo khó khiến Hà Kiều Anh phải tự lập từ rất sớm. Hoa hậu từng đi làm thêm từ nhỏ. Cô làm đủ thứ nghề, từ làm nhang, dệt len, đan lồng đèn. Chính vì thế, rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu báo Tiền Phong lần thứ 3 vào ngày 20 tháng 9 năm 1992 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó cô mới 16 tuổi và là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi đến nay. Cuộc đời của Hà Kiều Anh cũng từ đó bước sang trang mới với một cuộc sống như một bà hoàng, nhưng cũng nhiều nước mắt không kém khi còn thơ ấu. Hai cuộc hôn nhân với đại gia. Trong 24 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Hà Kiều Anh đã vượt qua nhiều dư luận. Có những thời kỳ tưởng cô đã gục ngã trước những áp lực của cuộc sống. Riêng tư, trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên, ông Nguyễn Gia Thiều. Vụ án buôn lậu tại công ty Đông Nam liên quan tới ông Nguyễn Gia Thiều đã khiến Hà Kiều Anh từng là một chủ đề bàn tán tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Tên của Hoa hậu Hà Kiều Anh từng phủ kín trên tất cả các trang báo suốt 3 năm từ 2002 đến 2005. Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Thiều 20 năm tù giam về hai tội buôn lậu và trốn thuế. Sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Nguyễn Gia Thiều chính thức nhận án tù 20 năm, Hà Kiều Anh làm thủ tục ly dị. Sau những sóng gió trên phim trường và tình trường, cuối cùng Hà Kiều Anh cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc khi gặp doanh nhân Quỳnh Trung Nam. Ông Nam là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Kiều Anh từng chia sẻ trên báo chí rằng chị và người chồng hiện tại yêu nhau 2 năm, đến năm thứ 3 mới quyết định làm đám cưới. Ông Quỳnh Trung Nam, chồng của chị hiện tại của Hoa hậu Hà Kiều Anh, sinh năm 1964, quê ở Bình Định. Ông là chủ một tập đoàn đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập từ năm 2003. Tập đoàn này đang sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng. Cuộc sống của Hà Kiều Anh hiện nay khiến không ít người ngưỡng mộ. Cô được mệnh danh là Hoa hậu giàu nhất Việt Nam hiện nay. Hoa hậu cùng chồng và 3 con, 2 trai, 1 con gái nhỏ, sống trong căn biệt thự nhà vườn có giá 400 tỷ đồng tại trung tâm Sài Gòn. Đại gia và mỹ nữ, người đàn ông 20 năm tù và Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cuộc tình giữa Hoa hậu Hà Kiều Anh và đại gia Nguyễn Gia Thiều kết thúc vội vã khi ông Thiều phải ngồi tù vì buôn lậu và trốn thuế. Tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới suốt 3 năm, từ năm 2002 đến năm 2005, là câu chuyện tình của Hoa hậu Hà Kiều Anh và giám đốc công ty Đông Nam Nguyễn Gia Thiều. Dư luận một thời cho rằng cặp trai tài gái sắc khó có thể xa rời nhau bởi họ dường như kết hợp rất ăn ý. Ngay cả khi vụ án buôn lậu hơn 39.000 chiếc điện thoại di động và trốn thuế hơn 99 tỷ đồng của ông Nguyễn Gia Thiều bị phanh phui, người ta vẫn đinh ninh rằng ông Thiều có thể mất tất cả sự nghiệp và tiền của, ngoại trừ người vợ xinh đẹp. Theo thông tin được nhiều tờ báo vào thời điểm đó đăng tải, Nguyễn Gia Thiều là Việt Kiều định cư tại Pháp từ năm 11 tuổi, giám đốc công ty Đông Nam. Hồi Kiều Anh đi thi Hoa hậu ở Ai Cập về, cô bị tai nạn phải nằm liệt suốt 2 tháng trời. Chính anh là người đã chăm sóc và động viên Hà Kiều Anh.
Cô kể, trải qua hết những khó khăn đau ốm, cả anh lẫn mình đều thấm thía ý nghĩa chân thực nhất của tình yêu. Anh ấy yêu mình bằng một tình yêu rộng lớn, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu. Mình có cảm giác hễ dựa vào anh là không còn sợ bất cứ chuyện gì nữa. Thành vợ chồng với Nguyễn Gia Thiều nhưng chưa tổ chức lễ cưới, chỉ về sống cùng nhau với vỏn vẹn một tờ đăng ký kết hôn. Nhưng sau đó không bao lâu, người chồng cô đã lĩnh án 20 năm tù giam về tội buôn lậu và trốn thuế, đồng thời phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, năm 2005, khi bị khởi tố về tội buôn lậu và trốn thuế, Nguyễn Gia Thiều đã tìm mọi cách để tẩu tán tài sản. Hầu như rất nhiều tài sản quý ông đều chuyển qua thành tài sản riêng của vợ mình, khi ấy là Hà Kiều Anh. Trước đó, ông Thiều cũng nhờ thủ quỹ của công ty chuyển tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank và nói là việc riêng. Ba nhân viên kế toán của công ty Đông Nam cũng khai họ đã gửi vào tài khoản của Hà Kiều Anh số tiền là 8,4 tỷ đồng. Dù khi ra tòa, ông Thiều có nói rằng đây là Hà Kiều Anh nhờ nộp giùm. Khi khám nhà 38/6 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, trong két sắt nhà Hà Kiều Anh có chứa 200.000 USD. Số tiền này được Nguyễn Gia Thiều giải thích là tiền bán đất ở nhà bè và tiền đặt cọc của ngôi nhà. Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty Đông Nam, sai phạm của công ty Đông Nam được công bố chi tiết như buôn lậu 39.500 chiếc điện thoại di động trị giá lên tới gần 149 tỷ đồng, trốn thuế hơn 99 tỷ đồng. Số tiền 200.000 USD trong két sắt nhà Hà Kiều Anh cũng đã bị giữ lại. Và ông Thiều cũng phải nộp phạt gần 130 tỷ đồng cùng với án tù giam. Khi ấy, rất nhiều người đã nhìn thấy nước mắt của Hà Kiều Anh tại tòa. Năm 2004, Hà Kiều Anh kiện khách sạn Sài Gòn Phú Quốc số tiền 20.000 USD. Vụ việc ly kỳ ở chỗ, theo nhiều tờ báo, cô đi cùng một người bạn trai ở chung trong khách sạn. Khi thắng kiện, Hà Kiều Anh cũng vẫn bị đồn đại, dường như cô đi nghỉ mát với tình nhân. Nhưng Hà Kiều Anh khẳng định đó là người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Đầu tháng 6 năm 2007, sau một năm rưỡi kể từ ngày ông Nguyễn Gia Thiều chính thức nhận án tù, Hà Kiều Anh cho biết đã ly dị Nguyễn Gia Thiều, kết thúc mối tình nhiều tai tiếng và sóng gió giữa Hoa hậu và đại gia. Hoa hậu Hà Kiều Anh bật khóc tại tòa. Ngày thứ năm xét xử của vụ án buôn lậu tại công ty Đông Nam, hội đồng xét xử dành thời gian cho các luật sư tham gia thẩm vấn, trình bày về khoản tiền 200.000 USD bị cơ quan công an thu giữ. Hoa hậu Hà Kiều Anh đã bật khóc nức nở khi bày tỏ nguyện vọng mong tòa giải quyết sớm khoản tiền trên. Hoa hậu Hà Kiều Anh nói, bản thân tôi và gia đình có thể kiếm được rất nhiều tiền. Từ năm 1992, tôi đã bắt đầu kiếm được đồng tiền đầu tiên. Và cũng từ thời gian này, gia đình tôi lao vào kinh doanh bất động sản. Từ căn hộ ở chung cư Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, chúng tôi mua lô đất 500m² ở đường Phan Văn Trị và sau đó bán được 165 lượng vàng. Từ đây chúng tôi tiếp tục mua căn nhà ở đường Nguyễn Kiệm, xây sửa xong lại bán đi và tiếp tục mua đi bán lại nhiều lô đất khác. Cũng theo Hoa hậu thì việc kinh doanh bất động sản kiểu này đem lại những khoản lời đáng kể. Chẳng hạn, căn nhà ở đường Bát Tơ mua rồi bán đi lời được cả 300 cây vàng. Căn nhà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chỉ sau 3 tháng mua cũng thu lời cả 100 cây vàng. Từ đó, Hà Kiều Anh cho rằng khoản tiền 200.000 USD mà cơ quan đã thu giữ khi khám xét nhà cô thực sự là tiền của tôi và gia đình, không liên quan gì đến anh Thiều. Khoản tiền này nằm trong két sắt và chỉ mình tôi có thể mở. Trong đó 100.000 USD là tôi vay của bác tôi, ông Vương Tử Kỳ. 50.000 USD tôi mượn của mẹ, 10.000 USD là của dì tôi, số còn lại 40.000 USD là của tôi. Ngay sau đó, Hoa hậu bật khóc nức nở khi trình bày nguyện vọng, mong tòa sớm giải quyết khoản tiền này vì tôi không muốn mình liên lụy đến nhiều người. Chỉ vì chúng tôi mới đăng ký kết hôn được 3 tháng thì anh Thiều bị bắt nên tài sản của chúng tôi mới bị thu giữ. Thực tế chúng tôi không có mối quan hệ nào về tài chính. Khi được xét hỏi, bị cáo Nguyễn Gia Thiều hôm nay bác bỏ lời khai tại tòa chiều hôm qua và khẳng định khoản tiền trên là của Kiều Anh và gia đình cô ấy. Đồng thời cho biết chưa bao giờ chuyển tiền vào tài khoản của Hà Kiều Anh. Nhằm làm rõ khoản tiền trên, luật sư Phan Trung Hoài xin phép được hỏi bà Hạnh.
thủ quỹ của công ty Đông Nam, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Theo khai nhận của bà Hạnh, trong sổ sách của công ty Đông Nam, không có khoản tiền nào ông Thiều lấy ra để chi cho việc riêng và chuyển cho Hà Kiều Anh. Tuy nhiên, có một chi tiết bà Hạnh khai đã khiến hội đồng xét xử rất quan tâm và hỏi lại nhiều lần. Theo đó, bà Hạnh cho biết, có một lần ông Thiều đưa cho tôi rất nhiều vàng, trọng lượng nặng lắm. Bảo tôi đem đổi ra ngoại tệ để ông ấy dùng vào việc riêng của gia đình. Sau đó, ông Thiều đem tiền cất vào két. Còn dùng vào việc gì thì tôi không biết, trong sổ sách cũng không có thể hiện. Tuyên phạt Nguyễn Gia Thiều 20 năm tù. Đó là mức án mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối với Nguyễn Gia Thiều, giám đốc công ty Đông Nam, về hai tội buôn lậu và trốn thuế. Khoản tiền 200.000 USD mà Hà Kiều Anh cho là của gia đình mình cũng bị tuyên tịch thu, xung công quỹ. Ngoài hình phạt trên, hội đồng xét xử còn tuyên buộc Thiều phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng. Đồng phạm của Thiều là Phạm Anh Vũ, giám đốc công ty Thiên Anh, nhận mức án tổng hợp là 10 năm tù, cùng cho hai tội buôn lậu và trốn thuế. Đối với khoản tiền 200.000 USD mà Hà Kiều Anh đề nghị xem xét trả lại vì cho rằng đó là tiền của gia đình mình và được thu giữ tại nhà của cô, hội đồng xét xử nhận định Hà Kiều Anh và Nguyễn Gia Thiều đã có mối quan hệ vợ chồng về mặt pháp lý. Trước khi bị bắt, Thiều đã dọn về nhà của Hà Kiều Anh sinh sống. Quá trình thẩm vấn tại tòa cho thấy Hà Kiều Anh không biết mã số két sắt đựng số tiền trên, mà phải nhờ cán bộ điều tra gọi điện cho Thiều để xin mã số mở két. Lập luận của Hà Kiều Anh và luật sư cho rằng do lúc công an khám xét tâm trí hoảng loạn nên không nhớ. Theo hội đồng xét xử là có thể chấp nhận được nhưng lại thật mâu thuẫn khi Thiều không phải là chủ nhân của chiếc két, cũng đang bị dẫn giải. Khám xét lại có thể nhớ mã số két của người khác. Hơn nữa, lời khai của Hà Kiều Anh về nguồn gốc của khoản tiền trên tại cơ quan và tại phiên tòa luôn mâu thuẫn nhau. Vì vậy, hội đồng xét xử nhận định Hà Kiều Anh không phải là chủ két sắt, khoản tiền trên là của Nguyễn Gia Thiều nên cần thu giữ để thi hành án. Về khoản tiền trên 8,4 tỷ đồng trong tài khoản của Hà Kiều Anh tại Techcombank, Viện Kiểm soát đề nghị tòa xem xét xử lý vì cho rằng đó là tiền của Thiều chuyển vào. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng trả lời thẩm vấn, Thiều thừa nhận có chuyển tiền vào tài khoản của vợ nhiều lần nhưng cho đó là tiền của Kiều Anh nhờ chuyển. Sổ sách kế toán của công ty Đông Nam cũng không thể hiện số tiền này, vì vậy chưa đủ căn cứ để xác định đây là khoản tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Gia Thiều. Hơn nữa, đến giờ, Hà Kiều Anh đã sử dụng số tiền này vào mục đích của mình. Qua một thời gian sau, Hà Kiều Anh bí mật tổ chức đám cưới với người chồng thứ hai tại một vùng biển miền Trung. Trong căn phòng khách của chị ở Lăng Anh, Villager, có không dưới chục album ảnh cưới của hai vợ chồng và ảnh chị chụp với cậu con trai. Nhưng Hà Kiều Anh đã không công bố những bộ ảnh cưới của mình. Hiện nay cô đã sinh thêm đứa con riêng với chồng mới. Giờ đây khi đã có một cậu con trai, gia đình yên ấm cùng một sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió. Hà Kiều Anh tâm sự, thật sự một điều nếu không có chuyện của chồng cũ, thì tôi nghĩ rằng mình chưa làm bất cứ điều gì sai trái với những danh hiệu hoa hậu mà mình đã đạt được. Tôi nghĩ rằng đến giờ phút này, bản thân tôi cảm thấy mình đã hoàn thành tốt trong vai trò một hoa hậu. Tôi đã sống rất đàng hoàng để gìn giữ danh hiệu chứ không phải sống một cách buông thả. Những thăng trầm đến với tôi chỉ là cái gì đấy xui xẻo.